Cô chào các con. Rất vui được đồng hành cùng với các con trong tiết học này. Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiết tập đọc trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2. Để tiết học được hiệu quả, các con cần lưu ý những điều sau. Chúng mình cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2, vở ô ly, bút mực và bút chì. Ngồi học ngay ngắn, đủ ánh sáng và không nên ngồi quá gần tivi. Chúng mình cần tập trung nghe giảng và thực hiện yêu cầu của bài học. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu bài học nào. Các con ạ, đất nước Việt Nam trải qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước. Đã có rất nhiều các vị anh hùng. Họ là những anh hùng có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những anh hùng đó chính là Trần Đại Nghĩa. Giáo sư Trần Đại Nghĩa sinh năm 1913, mất năm 1997. Quê ở tỉnh Vĩnh Long, một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, nhưng bằng ý chí và sự quyết tâm, ông đã trở thành một vị tướng, một giáo sư, một nhà khoa học và là một anh hùng nổi bật trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sự nghiệp của con người tài năng này như thế nào? Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài tập đọc Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, được trích trong quyển từ điển các nhân vật lịch sử Việt Nam. Các con có biết anh hùng lao động có nghĩa là gì không? Anh hùng lao động chính là danh hiệu mà nhà nước phong tặng cho đơn vị hoặc người có thành tích đặc biệt trong lao động đấy các con ạ. Và trong bài tập đọc ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau luyện đọc đúng và tìm hiểu nội dung của bài. Từ đó, chúng mình có thể luyện đọc thật hay bài viết về vị anh hùng Trần Đại Nghĩa. Đầu tiên, cô trò mình sẽ cùng nhau đến với phần thứ nhất. Đó chính là luyện đọc đúng. Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Sau khi học xong bậc trung học ở Sài Gòn, năm 1935, ông sang Pháp học đại học. Ông theo học cả ba ngành: kỹ sư cầu cống, kỹ sư điện và kỹ sư hàng không. Ngoài ra, ông còn miệt mài nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí. Năm 1946, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài, theo Bác Hồ về nước. Ông được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa và giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên cương vị Cục trưởng Cục Quân giới, ông đã cùng anh em miệt mài nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng bazooka, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. Bên cạnh những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng, giáo sư Trần Đại Nghĩa còn có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền, ông giữ cương vị chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước. Những cống hiến của giáo sư Trần Đại Nghĩa được đánh giá cao. Năm 1948, ông được phong thiếu tướng. Năm 1952, ông được tuyên dương anh hùng lao động. Ông còn được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý. Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Các con vừa lắng nghe cô đọc, chúng mình có đọc thầm theo cô không? Các con ạ, trong bài có một số từ các con cần hiểu rõ nghĩa. Chúng mình hãy hướng lên màn hình
và cùng lắng nghe nhé. Anh hùng lao động, danh hiệu nhà nước phong tặng đơn vị hoặc người có thành tích đặc biệt trong lao động. Tiện nghi, các vật dụng cần thiết giúp cho sinh hoạt hàng ngày được thuận tiện, thoải mái. Cương vị, vị trí công tác, chức vụ. Cục quân giới, cơ quan phụ trách việc chế tạo, cung cấp vũ khí cho quân đội. Cống hiến, đóng góp có giá trị. Sự nghiệp, công việc lớn, có ích lợi chung. Quốc phòng, bảo vệ đất nước. Huân chương, vật làm bằng kim loại, đeo trước ngực, làm dấu hiệu cho phần thưởng lớn được nhà nước trao tặng người có công. Để thuận tiện cho việc luyện đọc và tìm hiểu bài, cô sẽ chia giúp các con bài tập đọc này thành 4 đoạn. Đoạn 1. Từ đầu cho đến nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí. Đoạn 2. Từ năm 1946 cho đến lô cốt của giặc. Đoạn 3. Từ bên cạnh những cống hiến xuất sắc cho đến kỹ thuật nhà nước. Và đoạn 4 chính là phần còn lại. Các con đã dùng bút chì đánh dấu vào sách chưa? Chúng mình hãy đánh dấu vào sách giáo khoa nào. Để đọc đúng bài tập đọc này, các con cần lưu ý phát âm những từ sau: nghiên cứu, súng bazooka. Nào, các con hãy cùng đọc theo cô nào. Nghiên cứu, súng bazooka. Trong bài còn có những câu dài các con cần lưu ý. Vậy theo các con, chúng mình sẽ ngắt nghỉ hơi ở đâu? Các con hãy dùng bút chì đánh dấu vào sách giáo khoa. Các con hãy cùng so sánh đáp án của cô. Chúng mình hãy cùng đọc to theo cô. Ông được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa và giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chúng mình sẽ cùng nhau đọc thầm bài tập đọc một lần nữa. Cô tin là các con đọc đã rất tốt rồi. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu nội dung bài. Các con hãy cùng lắng nghe cô đọc đoạn 1. Trần Đại Nghĩa, tên thật là Phạm Quang Lễ, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Sau khi học xong bậc trung học ở Sài Gòn, năm 1935, ông sang Pháp học đại học. Ông theo học cả 3 ngành: kỹ sư cầu cống, kỹ sư điện và kỹ sư hàng không. Ngoài ra, ông còn miệt mài nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí. Dựa vào nội dung đoạn 1, các con hãy nêu quá trình học tập của Trần Đại Nghĩa trước khi theo Bác Hồ về nước. Trần Đại Nghĩa là tên do Bác Hồ đặt cho ông, còn ông tên thật là Phạm Quang Lễ. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ tài năng xuất sắc của mình, thi đỗ 2 bằng tú tài. Năm 1935, ông sang Pháp du học. Bằng sự nỗ lực và ý chí quyết tâm, ông đã theo học cả 3 ngành: kỹ sư cầu cống, kỹ sư điện và kỹ sư hàng không. Ngoài ra, ông còn miệt mài nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí. Vậy theo các con,
Nội dung của đoạn 1 là gì? Giới thiệu về quá trình học tập của nhà khoa học Trần Đại Nghĩa trước năm 1946 đấy các con ạ. Trần Đại Nghĩa là một nhà khoa học có tài. Ông đã đóng góp tài năng của mình như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước? Để biết được điều đó, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp đoạn 2 và đoạn 3. Các con hãy đọc thầm đoạn 2 và đoạn 3. Và cho cô biết, Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ về nước khi nào? Đó chính là vào năm 1946 đấy các con ạ. Theo con, vì sao Trần Đại Nghĩa lại có thể rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài để theo Bác Hồ về nước? Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài để về nước. Vậy, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc có nghĩa là gì? Để thể hiện tình cảm, lòng yêu nước thiết tha khi đất nước bị giặc xâm lăng và nghe theo tiếng gọi của cha ông, Trần Đại Nghĩa cũng như rất nhiều những người con ưu tú khác đã trở về đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ông đã được Bác Hồ đặt tên mới và giao nhiệm vụ nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí. Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì to lớn cho cuộc kháng chiến? Trên cương vị Cục trưởng Cục Quân giới, ông đã cùng anh em miệt mài nghiên cứu, chế tạo ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng bazooka, súng không giật và bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của địch. Đối với sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, ông Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp như thế nào? Ông đã có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền, ông giữ cương vị chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước. Vậy nội dung của đoạn 2 và đoạn 3 là gì các con? Đó chính là những đóng góp của giáo sư Trần Đại Nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trần Đại Nghĩa là người có tài. Dù ở cương vị nào, với lòng yêu nước và tinh thần vượt qua mọi khó khăn, ông đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những công hiến của ông đã được nhà nước đánh giá như thế nào? Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp đoạn 4. Các con hãy lắng nghe cô đọc. Những công hiến của giáo sư Trần Đại Nghĩa được đánh giá cao. Năm 1948, ông được phong thiếu tướng. Năm 1952, ông được tuyên dương anh hùng lao động. Ông còn được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý. Những công hiến của giáo sư Trần Đại Nghĩa đã được nhà nước đánh giá ra sao?
Các con ạ, năm 1948, ông được phong thiếu tướng. Năm 1952, ông được tuyên dương anh hùng lao động. Ông được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý. Giải thưởng Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý của nhà nước trao tặng cho người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động. Vậy, nội dung của đoạn 4 là gì? Nhà nước đã đánh giá cao những cống hiến của giáo sư Trần Đại Nghĩa. Con có suy nghĩ gì về giáo sư Trần Đại Nghĩa? Trần Đại Nghĩa, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một tấm gương sáng về lòng yêu nước, luôn vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và đã được nhà nước ghi nhận. Tên tuổi của ông đã trở thành huyền thoại đối với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Qua phần tìm hiểu bài vừa rồi, chúng mình đã biết quá trình học tập, những đóng góp của giáo sư Trần Đại Nghĩa đã được nhà nước đánh giá cao. Và đó cũng chính là nội dung của bài. Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Các con hãy ghi nội dung bài vào trong cô trò mình sẽ cùng nhau bước sang phần luyện đọc hay. Các con cần đọc với giọng rõ ràng, chậm rãi và đầy tự hào. Đó cũng chính là giọng đọc của toàn bài đấy các con ạ. Các con hãy lắng nghe cô đọc. Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Sau khi học xong bậc trung học ở Sài Gòn, năm 1935, ông sang Pháp học đại học. Ông theo học cả 3 ngành: kỹ sư cầu cống, kỹ sư điện và kỹ sư hàng không. Ngoài ra, ông còn miệt mài nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí. Năm 1946, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài, theo Bác Hồ về nước. Ông được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa và giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên cương vị Cục trưởng Cục Quân giới, ông đã cùng anh em miệt mài nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng bazooka, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. Bên cạnh những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng, giáo sư Trần Đại Nghĩa còn có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền, ông giữ cương vị chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước. Những cống hiến của giáo sư Trần Đại Nghĩa được đánh giá cao. Năm 1948, ông được phong thiếu tướng. Năm 1952, ông được tuyên dương anh hùng lao động. Ông còn được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý. Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, cô trò mình sẽ cùng nhau luyện đọc kỹ đoạn 2. Để luyện đọc thật tốt, theo các con, chúng mình cần nhấn giọng ở những từ ngữ nào?
Các con hãy dùng bút chì gạch chân vào sách giáo khoa. Cô cũng có một phương án gợi ý cho các con. Chúng mình hãy cùng quan sát nào. Nào, các con, chúng mình hãy lắng nghe cô đọc. Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Năm 1946, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài, theo Bác Hồ về nước. Ông được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa và giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên cương vị Cục trưởng Cục Quân giới, ông đã cùng anh em miệt mài nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng bazooka, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. Cô tin rằng bạn nào cũng sẽ luyện đọc thật hay. Các con có đồng ý với cô không? Các con ạ, sau bài tập đọc này, chắc hẳn chúng ta đều rất khâm phục giáo sư Trần Đại Nghĩa. Để ghi nhớ công lao to lớn của ông, đã có rất nhiều các trường học, các con phố trên khắp cả nước vinh dự được mang tên ông. Và đã có những bộ phim tài liệu được xây dựng để ca ngợi công lao, sự đóng góp của ông đối với đất nước. Ông đã đem hết năng lực, phẩm chất của một vị tướng, một nhà khoa học chân chính, cả cuộc đời phục vụ Tổ quốc. Hình ảnh của ông đã đi vào trong lòng quân dân và đồng nghiệp, không chỉ là câu chuyện của một con người đức độ, một vị tướng tài năng, mà không ít câu chuyện của ông đã trở thành huyền thoại. Bài học của chúng mình tạm dừng ở đây. Các con hãy luyện đọc thật tốt và chuẩn bị cho bài học sau các con nhé.